Dạ, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Bình Gia xin chào mọi người. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một giường bệnh năng điều trị đa chức năng. Thì giường này giúp hỗ trợ cho các bệnh nhân tập hồi chức năng vận động, giúp giãn cơ hoặc là có thể khám chữa bệnh nhân trên giường hoặc là dùng để massage, điều trị vật lý trị liệu. Thì sau đây em sẽ vào phần thông số kỹ thuật của giường nha. Thì giường này được làm từ chất liệu là sắt sơn tĩnh điện. Với độ dày của nó là 1,2 mm. Phần nệm giường á, thì nệm này được làm từ chất liệu là nệm PE và phủ ở ngoài một lớp simili ha. Thì khi bệnh nhân nằm đây nó sẽ cảm giác mềm mại và dễ chịu. Thì trọng lượng của giường á, là 65 kg. Và tải trọng nâng hạ cho lên đến là 180 kg. Thì giường này có kích thước tổng thể của nó, chiều dài của nó là 2 m. Còn chiều rộng của giường là 65 cm. Và cái chiều cao nâng hạ tổng thể giường á, thì từ 47 đến 87 cm. Thì giường này nó chia làm 3 phần. Thì nó sẽ có phần đầu, phần thân và phần chân. Thì đối với phần đầu này á, thì nó sẽ kích thước là 50 cm, còn phần thân này là 45 cm. Và đối với phần chân là 105 cm. Thì nó chia từng bộ phận riêng biệt á, thì như vậy nó sẽ giúp nâng hạ để hỗ trợ điều trị bệnh nhân tốt hơn. Thì ở phần đầu á, thì nó sẽ có thêm phần tựa tay. Thì đối với phần tựa tay này á, thì mình có thể nâng hạ từ khoảng cách từ 0 cho tới 30 cm. Và ở phần đầu á, thì nó sẽ thiết kế khoét một lỗ như vậy. Mình có thể là điều trị ở bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa hoặc nằm sấp để khi mình muốn massage phần lưng để điều trị massage trị liệu ha. Rồi. Và giường này á, thì nó sẽ trang bị cho mình là hai hệ thống. Một là đối với bốn trụ cố định, thì bốn trụ này khi mình muốn cố định giường á, thì mình sẽ hạ bốn trụ này xuống. Và thêm một cái nữa sẽ là bốn bánh xe để giúp cho mình di chuyển xoay trái xoay phải hoặc di chuyển đến vị trí mình cần thiết để mình sử dụng ha. Và sau đây thì em sẽ vào phần hướng dẫn mọi người cách sử dụng giường cũng như là nâng hạ phần chân, phần đầu cũng như là nâng hạ phần tổng thể của giường. Thì sau đây em xin hướng dẫn mọi người cách sử dụng ha. Thì giường này sử dụng cũng vô cùng đơn giản. Đối với phần nâng hạ đầu thì giường này sử dụng hệ thống nâng thủy lực bằng cơ. Thì ở đây nó sẽ trang bị cho mình một cái cần để mình khi mà mình muốn nâng hạ phần đầu ha. Thì đối với nâng hạ phần đầu này thì mình sẽ nâng từ khoảng góc từ 0 cho tới 45 độ. Khi nâng lên hạ xuống cũng tương tự luôn, từ 0 cho 45 độ ha. Thì ở đây em sẽ là hướng dẫn mình cách nâng hạ phần đầu ha. Thì đối với nâng hạ thì cũng vô cùng đơn giản thôi, mình chỉ cần cầm hai tay bấm này lên, mình muốn nâng lên hạ xuống á thì mình sẽ cần đẩy lên hoặc hạ xuống là được. Mình bấm vô. Ví dụ mà em nâng lên ha, thì mình chỉ cần đẩy lên. Rồi, hạ xuống. Thì mình sẽ hạ theo một cái góc nào đó theo mục đích mình sử dụng ha. Còn ví dụ mình để là ở vị trí bật thì đang nhấn vô thì vô cùng nhẹ nhàng và dễ nâng lên hạ xuống. Còn đối với phần tựa tay này thì mình có thể nâng hạ từ khoảng 0 cho tới 30 cm ha. Thì ở bên phần nâng hạ này thì nó sẽ có 5 chốt khóa như vậy. Thì mình sử dụng sao cho phù hợp và mình sẽ chọn cái chốt nào thì cho phù hợp với mục đích mình sử dụng. Thì đối với phần nâng hạ này thì cái phần tựa tay này nó sẽ có cái phần khóa như vậy. Mình chỉ cần xoay ngang là mình có thể là hạ cái phần tay này xuống. Hạ phần tay này xuống xong cho tỷ ví dụ mình cần sử dụng ở mục đích này thì mình chỉ cần khóa chốt lại. Còn đối với phần chân, phần chân nó cũng tương tự luôn. Ở hai bên thì nó sẽ có một cái, ở mỗi bên thì nó sẽ có một cái cần như vậy. Mình chỉ cần đẩy nó lên thì mình có thể là nâng cái phần chân này lên. Thì em làm cho mọi người xem ha. Là mình nâng hạ nâng cái phần chân này lên. Thì đối với góc nâng chân á, thì mình có thể là nâng từ khoảng 0 cho tới 70 độ. Hạ xuống cũng tương tự, mình chỉ cần đẩy cái cần này lên và hạ xuống theo cái khoảng nào mình mong muốn nha, hoặc là mình có thể hạ bằng xuống. Thì mỗi bên nó cũng có một cái cần, mình có thể là nâng hạ bên trái bên phải đều được. Rồi đối với phần phía sau. Phía sau này là một cái cần dùng để là cố định giường hoặc là mình muốn di chuyển ha. Thì đối với phần cố định á thì mình sẽ nâng cái cần này lên, còn nếu mà mình muốn di chuyển giường phải không thì mình sẽ đạp cái cần này xuống. Như vậy á, thì mình có thể là thuận tiện đẩy giường tới luôn. Rồi. Còn ví dụ mà khi mà mình muốn giường cố định thì mình chỉ cần đẩy cái cần này lên. Như vậy đó thì giường sẽ cố định. Rồi. Và tiếp sau đây á, thì em sẽ nói về phần nâng hạ tổng thể của phần giường. Thì đối với giường này á thì mình có thể nâng hạ khoảng từ 47 cho tới 87 cm, tải trọng của nó là 180 kg ha. Thì động cơ này là động cơ nhập từ Hàn Quốc.
Thì sau đây em sẽ nâng hạ cái phần chân, phần giường cho mọi người xem. Thì đây là cái điều khiển của giường ha. Thì nó có sẽ là hướng mũi tên lên là nâng giường, mũi tên xuống là hạ giường nha. Ví dụ như em sẽ nâng giường lên cao theo cái mức hết đất. Và ví dụ như mình có thể nâng ở khoảng 50 hoặc là cái khoảng nào đó mình mong muốn thì mình cứ dừng lại. Còn đây thì em sẽ nâng tổng thể cao nhất cho mọi người xem. Đây là chiều cao cao nhất của giường, độ cao nó là 87 cm. Còn mình muốn sử dụng ở mức là bao nhiêu cm thì tùy theo mục đích nhu cầu của mình sử dụng. Còn bây giờ anh sẽ hạ phần giường này xuống. Thì sau đây đó là tất cả các chức năng của giường năng điều trị đa chức năng đó, thì em xin giới thiệu đến mọi người và cảm ơn mọi người đã xem clip.